Trường hợp tiếp theo, commit suộc không đúng nguyên tắc. Commit suộc không đúng nguyên tắc là thể hiện dưới nhiều hình thức, ví dụ như commit thiếu file, commit phiên bản sai, commit phiên bản chưa hoàn thiện hoặc chưa được kiểm chứng. Đây là một trong những vấn đề liên quan đến việc chủ quan và không nắm vững cái nguyên tắc commit. Vì vậy, việc không tuân thủ commit suộc theo nguyên tắc của dự án của khách hàng sẽ phát sinh, gây ảnh hưởng đến người khác, thậm chí gây chết hệ thống của khách hàng nên rất nguy hiểm.